Và tiếp nối chương trình là một câu hỏi từ một bạn có tên là Ngọc Long. Xin chào Tân Đại Dương, em tên là Ngọc Long, hiện em đang là sinh viên Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Thì em ấp ủ dự định sẽ du học thạc sĩ kỹ sư sinh học tại Canada. Em được biết Đại học Manitoba có khóa học thạc sĩ về ngành này. Em muốn biết thêm thông tin về trường, mức học phí cho khóa thạc sĩ và khóa học sẽ khai giảng vào tháng mấy trong năm. Em xin cảm ơn ạ. Thì chào bạn Ngọc Long, Đại học Manitoba được thành lập vào năm 1877, là trường đại học đầu tiên của vùng Tây Canada nằm trong trung tâm thành phố Winnipeg. Đại học Manitoba nổi tiếng về đào tạo kế toán, kinh tế, tiếng Anh, lịch sử, tâm lý, kỹ thuật. Trường hiện có khoảng hơn 24.000 sinh viên, 10% trong số đó là sinh viên quốc tế đến từ 90 quốc gia khác nhau. Và trong khuôn viên trường thì rất là rộng, gần khoảng 274 hectare. Các bạn sinh viên có thể học tập và thỏa sức tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao cũng như các hoạt động sinh hoạt khác tại ký túc xá tiện nghi hạng nhất. Trường hiện có hơn 100 nhóm sinh viên và các câu lạc bộ vui chơi giải trí, rồi cũng có cơ hội việc làm cho chương trình co-op, chương trình trao đổi du lịch và các dự án phục vụ cộng đồng trong và ngoài nước. Trường đại học này cung cấp cho rất là nhiều bạn sinh viên nhiều cách để mà kết nối, phát triển kỹ năng lãnh đạo và mở rộng nhận thức cũng như hiểu biết của bạn về thế giới xung quanh. Với đội ngũ giáo viên chất lượng cao, trang thiết bị rất hiện đại và các dịch vụ hỗ trợ tốt nhất, thì khi sinh viên khi học tại đây sẽ được sống trong như là trong một cái môi trường học tập rất là lý tưởng. Đại học Manitoba cũng là một tổ chức của Hội đồng Giáo dục Non-Denominational được chính phủ Canada bảo trợ và là thành viên của Hiệp hội các trường đại học khối thịnh vượng chung và của các hiệp hội trường đại học và cao đẳng ở Bắc Mỹ. Trường có mức học phí thấp hơn hẳn so với các trường đại học cao đẳng khác tại Canada với chi phí sinh hoạt thấp. Đây cũng là một cái sự lựa chọn của đông đảo sinh viên quốc tế. Đại học Manitoba luôn có các suất học bổng hấp dẫn cho sinh viên quốc tế có học lực khá. Đó là cái cách trường lựa chọn để mà thu hút được nhiều nhân tài hơn và là cơ hội cho các bạn học sinh trở thành sinh viên của trường và được đào tạo trong một môi trường giáo dục chuyên nghiệp và chất lượng. Ở Canada thì ngành kỹ sư sinh học được chú trọng phát triển bởi ngành này có ý nghĩa lớn đối với đời sống con người và được chính phủ ưu tiên đầu tư rất lớn cho những nghiên cứu và những cái mặt mang tính ứng dụng cao. Do đó cơ hội dành cho các cái cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp về ngành này cơ hội việc làm rất lớn. Học kỹ sư sinh học tại Canada thì sinh viên cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm và con đường tương lai rộng mở bao gồm ở các cái công ty nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Bạn cũng sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về công nghệ mới, đồng thời được tiếp xúc với những trang thiết bị hiện đại tiên tiến. Bằng cấp thì rất có giá trị quốc tế, do đó thì có thể làm việc tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Cơ hội để việc làm trong ngành này rất rộng mở nên bạn không cần phải lo lắng về bất kỳ cái vấn đề nào liên quan nếu mà có bằng cấp tại quốc gia và có chất lượng đào tạo bậc nhất này. Về thông tin chương trình thạc sĩ kỹ sư sinh học thì cái phí ghi danh nó khoảng 100 đô Canada, kỳ nhập học tháng 1 và tháng 9, thời gian từ 12 đến 18 tháng, học phí khoảng 10.240 Canada một năm. Để bạn có thể cập nhật thông tin học phí và lịch khai giảng mới nhất hay còn bất kỳ thắc mắc về trường đại học Manitoba này thì bạn có thể là gọi điện đến công ty tư vấn của Tân Đại Dương để được các chuyên viên tư vấn cụ thể và rõ ràng hơn bạn nhé. Thì một câu hỏi tiếp theo là từ bạn Thanh Huyền. Xin chào Tân Đại Dương, em muốn du học thạc sĩ tại Đại học Manitoba, Canada. Em đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng và vừa mới có IELTS 5.5. Vậy em có đủ điều kiện để theo chương trình thạc sĩ tài chính tại Đại học Manitoba không ạ? Mong là Tân Đại Dương có thể tư vấn giúp em. Xin chào bạn Thanh Huyền, nếu mà em muốn theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Manitoba thì em cần phải đáp ứng đủ điều kiện tiếng Anh của trường là IELTS 6.5. Khi đó em có thể vào thẳng vào chương trình khóa chính, còn hiện tại thì em chỉ đạt IELTS 5.5 thôi. Tuy nhiên điều kiện tiếng Anh không phải là rào cản để em không thể theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Manitoba. Hầu hết các trường cao đẳng đại học tại Canada đều có chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế, giúp cho các em có thể đạt đủ điều kiện tiếng Anh và sau đó sẽ chuyển thẳng vào chương trình mà các em mong muốn nữa. Đối với chương trình tiếng Anh tại Đại học Manitoba, học phí khoảng 1.250 đô Canada một tháng, khai giảng và hàng tháng. Chương trình này gồm 7 cấp độ từ sơ cấp đến nâng cao. Để biết được là em học bao nhiêu tháng tiếng Anh thì em có thể là gọi điện đến công ty Tân Đại Dương để công ty có thể là trực tiếp liên hệ bên nhà trường để làm hồ sơ cho em và sẽ đánh giá khả năng trình độ tiếng Anh của em như thế nào nhé. Lợi ích của cái chương trình học tiếng Anh tại Đại học Manitoba là khi mà em tham gia thì em sẽ tham gia được vào cộng đồng của trường Đại học Manitoba.
rồi nhận được sự đón chào đón thân thiện và chăm sóc của nhân viên cũng như giáo viên của trường. Học tiếng Anh trong một môi trường học tập chất lượng cao. Và bên cạnh đó em còn được tham gia nhiều nhóm sinh viên và câu lạc bộ thể thao khác nữa. Rồi em cũng có thể là kết hợp việc học tiếng Anh với khóa học đại học hoặc là khóa học dự bị thạc sĩ. Khi học tại đây thì em sẽ được sử dụng các dịch vụ của trường như thư viện, phòng máy tính, vân vân. Và bên cạnh đó trường cũng rất là rộng lớn cho nên em có thể là khám phá những cảnh quan rất là xinh đẹp. Và nếu mà em còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề học tiếng Anh trước khi vào trường Đại học Manitoba thì em có thể là nhấc máy lên và gọi điện đến công ty Du học Tân Đại Dương để được các chuyên viên tư vấn cụ thể, rõ ràng và chi tiết hơn cho em nha. Và câu hỏi tiếp theo là từ một phụ huynh. Xin chào Tân Đại Dương, tôi có con trai đang muốn du học tại Đại học Manitoba, Canada. Vì là lần đầu cháu sống xa nhà, lại không có người thân tại Canada cho nên là tôi rất là lo lắng. Tôi muốn biết thì trường Đại học Manitoba có những loại hình nhà ở nào hoặc ký túc xá nào cho sinh viên quốc tế và chi phí nhà ở như thế nào. Hy vọng sớm nhận được thông tin từ Tân Đại Dương. Chào anh, thì Canada là một đất nước dân quyền bình đẳng và hòa bình, nơi được liệt vào trong những cái quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Theo kết quả khảo sát mỗi năm của Liên Hiệp Quốc đánh giá về chất lượng sống ở 174 quốc gia thì Canada là một trong ba nơi có điều kiện sống tốt nhất trên thế giới. Nhiều thành phố lớn nơi đây với môi trường năng động, an ninh được đảm bảo, môi trường trong lành và là điểm đến mơ ước để mà sinh sống và làm việc sau này. Vì vậy anh có thể thoáng cảm thấy yên tâm khi mà cho con của anh khi mà đi du học tại Canada. Ở trường Đại học Manitoba thì có hai loại hình nhà ở dành cho sinh viên. Thứ nhất là loại hình ở homestay, là nhà người dân bản xứ. Đây là loại hình nhà ở thường có cha mẹ hoặc các thành viên trong gia đình đang làm việc hoặc học tại Đại học Manitoba. Điều này giúp con trai của anh sẽ có cơ hội được trải nghiệm với môi trường học tập và chia sẻ nền văn hóa cũng như cảm nhận được cái sự ấm cúng trong tình yêu thương của gia đình, tránh được cái cảm giác về sốc văn hóa. Ở cùng với gia đình người bản xứ thì sẽ giúp vốn tiếng Anh của con anh và khả năng giao tiếp trôi chảy và giống như người bản địa hơn. Sinh viên khi mà đăng ký tạm trú tại Canada thì sẽ chắc chắn đảm bảo được rằng là khi mà ở loại hình này sẽ rất an toàn hơn khi mà sống ở loại hình như là ở nhà trọ. Với hình thức ở homestay thì du học sinh không chỉ ở nhà mà còn được phục vụ trong quá trình ăn uống, rồi được khuyến khích tham gia vào các hoạt động cùng gia đình của chủ nhà. Các trường Canada đều có thể sắp xếp du học sinh vào những gia đình phù hợp với sở thích khi được yêu cầu. Và nếu sinh viên có vấn đề về nơi ở của mình thì đều có thể dễ dàng khi mà chuyển sang cái nơi ở khác. Về phần chi phí thì phí đăng ký đối với loại hình nhà ở homestay khoảng 150 đô Canada, phí quản lý là 200 đô Canada và phí homestay khoảng 700 đô Canada một tháng. Loại hình thứ hai là ở trong ký túc xá của nhà trường. Ưu điểm đối với loại hình này là khi ở ký túc xá thì các bạn sẽ được tận hưởng bởi những cái trang thiết bị rất là hiện đại và đầy đủ với nhà bếp, rồi phòng tắm, phòng giặt đồ, rồi khu học tập và internet chất lượng cao để mà sử dụng chung. Bên cạnh đó thì ở trong ký túc xá thì sẽ được tiếp xúc rất là nhiều sinh viên bản xứ và các sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau và cũng có quản lý thường trực ở ký túc xá nữa. Về phần chi phí, phí đăng ký khoảng 50 đô Canada cho sinh viên đăng ký ở ký túc xá từ tháng 9 đến tháng 4 và 105 đô Canada cho sinh viên ở từ tháng 1 đến tháng 12 bao gồm các ngày nghỉ lễ, đặt cọc 1.000 đô Canada. Và các khoản phí bổ sung khác bao gồm như là phí hội đồng cư trú 45 đô Canada cho chương trình cao đẳng, còn đại học là 60 đô Canada, phí lập trình Restlife là 80 đô Canada. Đây là loại hình nhà ở rất phù hợp cho sinh viên có tính tự giá cao, trình độ tiếng Anh kha khá và đôi khi phải tự nấu nướng và chi phí ký túc xá cũng chưa bao gồm chi phí ăn uống nữa. Và nếu mà muốn được phục vụ bữa ăn thì sẽ phải đóng thêm phí ăn theo hàng tháng. Thì một câu hỏi tiếp theo. Xin chào Tân Đại Dương, tôi là Thanh Bảo, hiện đang là phó giám đốc công ty bất động sản tại Sài Gòn. Tôi luôn mong muốn vợ chồng con cái mình có thể sinh sống định cư tại nước ngoài để đảm bảo một tương lai tốt hơn cho con cháu mình. Dù đã nhiều lần có ý định cho con trai du học tại nước ngoài nhưng vì không muốn cháu một thân một mình ở nước ngoài nên tôi hiện đang tìm hiểu các chính sách định cư tại Canada. Thì Tân Đại Dương có thể tư vấn giúp tôi một số visa định cư tại Canada được không? Cảm ơn Tân Đại Dương. Cảm ơn câu hỏi của anh Bảo. Hiện chính sách định cư tại Canada đang được mở rộng và chính phủ cũng khuyến khích những người nhập cư quốc tế. Điều kiện cũng như những chính sách giúp xin visa định cư tại Canada gồm có 4 diện ưu tiên như sau là diện đầu tư, diện tay nghề, diện đoàn tụ gia đình và diện du học.
Đối với visa định cư thì điều kiện tiên quyết để sở hữu cái visa này theo diện đầu tư đó chính là nhà đầu tư cần chứng minh được tính hợp pháp của số tiền đầu tư trị giá 1 triệu đô Mỹ cũng như tài sản cá nhân phải đạt mức 1.600.000 để đảm bảo cuộc sống tại quốc gia này. Điều kiện để định cư Canada theo diện du học là phải tham gia vào các chương trình du học đến đất nước Canada trong suốt quá trình học tập tại quốc gia này. Nếu mà có ý định định cư Canada lâu dài thì bạn phải thỏa mãn một trong những điều kiện sau là phải có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên tại Canada trong suốt quá trình học tập, ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc theo cái ngành nghề chuyên môn hoặc kỹ thuật ở Canada. Hiện nay thì có 7 tỉnh bang tạo điều kiện định cư Canada cho du học sinh sau khi học có thể định cư tại đây như là Quebec, Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba, Nova Scotia, Newfoundland và Labrador. Rồi đối với diện visa skilled worker thì phải thỏa mãn những điều kiện sau, đó là được nhận vào làm việc chính thức tại Canada, có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong số danh mục các ngành nghề mà Canada chấp nhận, có khả năng tài chính phải đủ trang trải cuộc sống theo số người trong gia đình. Rồi đối với loại visa định cư theo diện đoàn tụ gia đình thì phải có những điều kiện là cam kết về phần tài chính, tức là phải chứng minh được nguồn tài chính thu nhập đủ mạnh để có thể bảo lãnh cho người thân sang Canada để sinh sống. Số thu nhập của người bảo lãnh phải đảm bảo được cho vợ hoặc chồng, con cái liên tục trong 3 năm sinh sống tại Canada. Có khả năng bảo trợ tài chính cho con cái liên tục trong vòng 10 năm. Đó là những cái thông tin tổng quan chung chung thì anh có thể là tham khảo kỹ hơn bằng cách là điện thoại đến công ty Tân Đại Dương hoặc tham khảo trực tiếp trên website anh nhé. Câu hỏi tiếp theo. Chào Tân Đại Dương, em là Mỹ Phương, hiện là sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành chuyên ngành điều dưỡng. Em đang muốn du học tại Canada và tìm hiểu về chính sách định cư tại đây. Tân Đại Dương có thể tư vấn giúp em để chọn ngành học mà có nhiều cơ hội để định cư tại Canada sau khi tốt nghiệp không ạ? Em xin cảm ơn. Chào bạn Phương, một trong những cách giúp xin visa định cư tại Canada là thông qua con đường du học. Tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết có những ngành học mà sau khi tốt nghiệp sẽ giúp các bạn có nhiều cơ hội để định cư tại quốc gia xinh đẹp này. Trong chương trình hôm nay thì chị sẽ tư vấn các ngành học mà chắc chắn giúp bạn định cư trong tương lai mà bạn có thể tham khảo. Những nhóm ngành về ngành tài chính, kinh doanh như là quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán, quản lý nhân lực, bán lẻ, bất động sản. Nhóm ngành về dịch vụ như là du lịch, ăn uống. Nhóm ngành chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội như y tá, điều dưỡng, chuyên gia tâm lý, nhân viên xã hội, tư vấn viên, công nghệ y tế, dược hoặc thiết bị y tế. Những nhóm ngành về kỹ thuật như xây dựng, khai thác, mỏ, giao thông, năng lượng, dầu khí và cơ khí. Các ngành nghề mà thiếu tại một số thành phố như thành phố Calgary thuộc tỉnh bang Alberta như kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, thiết kế đường ống. Tại thành phố Vancouver, những ngành nghề đang cần như kế toán, kỹ sư điện, kỹ thuật. Tại thành phố Toronto thì đang rất cần về chuyên gia phân tích kinh doanh, phân tích tài chính. Rồi đối với thành phố Edmonton và Winnipeg thì rất cần những ngành nghề liên quan đến kỹ sư điện kỹ thuật, quản lý kế toán, kỹ sư công trình. Câu hỏi tiếp theo là từ một bạn có nickname là Thủy, hiện đã tốt nghiệp đại học cách đây 2 năm và đang muốn đi du học tại Canada chương trình sau đại học. Thì mong là Tân Đại Dương có thể tư vấn giúp cho bạn hiểu rõ thêm về chương trình học và điều kiện đầu vào cũng như là mức học phí cho chương trình này. Hiện nay thì các trường đại học ở Canada có rất nhiều khóa học, cấp học để lựa chọn từ cử nhân cho đến tiến sĩ hoặc các khóa học cấp chứng chỉ. Học phí của các trường rất khác nhau tùy từng tỉnh bang, tùy từng trường và từng chương trình học. Trong số đó có chương trình Postgraduate là một trong những sự lựa chọn ưu tiên và hàng đầu của các sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam khi chọn Canada làm điểm đến du học của mình. Chương trình Postgraduate được coi như là chương trình nằm giữa bậc đại học và cao học. Chương trình này sẽ diễn ra trong 3 kỳ học kéo dài trong khoảng thời gian 1 năm. Và đây là một chương trình đào tạo để đề cao kỹ năng thực tế, hướng đến mục đích trong cuộc sống hơn là lý thuyết. Vì vậy luôn mang lại nhiều hiệu quả cao và sự hài lòng cho sinh viên. Hàng năm, số lượng người đăng ký tham gia chương trình này đều đạt mức cao và có chất lượng đầu ra khá tốt. Chương trình Postgraduate của Canada là một cơ hội tuyệt vời mang đến cơ hội học tập tốt nhất cho những người đang muốn nâng cao trình độ sau đại học. Chương trình này rất phù hợp với sinh viên Việt Nam tốt nghiệp đại học và nó tương tự như là chương trình văn bằng 2 tại Việt Nam. Tính đào tạo thực tiễn và ngành nghề đa dạng cho sinh viên cũng có rất là nhiều sự lựa chọn. Trong quá trình học thì sinh viên sẽ có cơ hội được tham gia thực tập
hưởng lương tại các công ty, doanh nghiệp để mà làm quen được môi trường cũng như là trang trải được một phần nào chi phí sinh hoạt trong cuộc sống. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường nhờ vào những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập, hay có thể là được những công ty mình thực tập nhận vào làm sau khi kết thúc thời gian thực tập. Và sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ nắm vững được cách thức làm việc trong lĩnh vực làm việc của mình, tránh được những sự bỡ ngỡ khi áp dụng lý thuyết và thực tế, từ đó tự tin để mà hoàn thành tốt công việc và có tiềm năng tiến xa hơn trong công sự nghiệp. Ngoài ra, chương trình Postgraduate còn giúp học sinh nâng cao kiến thức và là bước đệm cho các bạn sinh viên có ý định dự định học thạc sĩ sau này. Các ngành nghề phổ biến trong chương trình Postgraduate là quản trị kinh doanh, quản lý mạng trong công nghệ thông tin, quảng cáo, du lịch và khách sạn, thiết kế đồ họa, kỹ thuật cơ khí, năng lượng, phần mềm trong công nghệ thông tin, vân vân. Đặc biệt là các ngành nghề chế tạo và sửa chữa máy bay, báo chí, truyền thông, điều dưỡng, kỹ thuật và khoa học môi trường. Học phí trung bình vào khoảng độ từ 11.000 đến 14.000 đô Canada tùy vào chuyên ngành mà bạn chọn. Yêu cầu trình độ tiếng Anh IELTS 6.5. Trong trường hợp không đủ IELTS, bạn có thể tham qua Canada theo học chương trình IELTS, có nghĩa là học chương trình tiếng Anh trước khi vào khóa chính. Hầu hết các trường đại học Canada đều có giảng dạy chương trình này với chủ trương đào tạo đa ngành nghề để giúp sinh viên có thể lựa chọn ngành theo đúng cái khả năng của mình. Câu hỏi tiếp theo là từ một bạn xin giấu tên. Em xin chào Tân Đại Dương. Hiện nay các tỉnh bang ở Canada đưa ra rất nhiều chính sách để thu hút sinh viên quốc tế cũng như sinh viên Việt Nam đến du học. Trong các bang thì em thấy bang Manitoba nổi trội hơn hẳn. Thì Tân Đại Dương có thể cho em biết thêm những điểm đặc biệt của tỉnh bang này khi mà chọn trường được không ạ? Em xin cảm ơn. Chào em và rất cảm ơn câu hỏi của em. Hiện nay Canada, đặc biệt là Manitoba, là một trong những tỉnh bang thu hút đông đảo du học sinh quốc tế bởi những chính sách ưu đãi đặc biệt không tìm thấy ở nơi khác. Chính sách đầu tiên là chính sách định cư Canada sau 6 tháng làm việc. Đây là một chương trình chính sách của tỉnh để thu hút những chuyên viên có tay nghề cao và là yếu tố nổi trội của Canada so với những điểm đến du học khác. Vì các nước khác chỉ cho sinh viên quốc tế ở lại làm việc từ 1 đến 2 năm thôi. Để đảm bảo đáp ứng nguồn nhân lực phát triển kinh tế của tỉnh bang thì đây là một tin vui cho các du học sinh quốc tế nói chung và cho các bạn du học sinh Việt Nam nói riêng đang muốn sống và làm việc tại Canada, vì cơ hội việc làm tại tỉnh bang này vô cùng lớn. Chính sách thứ hai liên quan đến về chi phí, đó là chi phí rất tiết kiệm. So với các tỉnh bang phát triển khác ở trong cả nước thì Manitoba là nơi dễ sống nhất, vật giá cũng thấp nhất, học tập và sinh sống tại đây tiết kiệm một cách đáng kể. Bên cạnh đó, ở tỉnh bang Manitoba còn có chính sách miễn phí bảo hiểm y tế. Phí bảo hiểm y tế trung bình khoảng 1.000 đô Canada một năm. Miễn được khoản phí này thì bạn cũng đã tiết kiệm một khoản tiền nào đó để lo cho phần chi phí sinh hoạt. Nhưng điều kiện là giấy phép du học sinh của bạn phải có hiệu lực 6 tháng hoặc dài hơn. Manitoba miễn bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế theo học tất cả các chương trình sau trung học phổ thông, bao gồm như cao đẳng, đại học, sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Theo đó thì các chi phí về sức khỏe, y tế của du học sinh quốc tế sẽ được chính quyền bang chi trả. Đây là một chính sách có giá trị nhất, đảm bảo tốt nhất và an tâm nhất cho người nước ngoài tại Manitoba, đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Manitoba được hoàng gia thông qua và cho áp dụng luật giáo dục quốc tế và trở thành tỉnh bang đầu tiên ở Canada điều tiết ngành công nghiệp cung cấp dịch vụ giáo dục. Luật này bảo vệ sinh viên quốc tế và khuyến khích duy trì chất lượng giáo dục cũng như danh tiếng của tỉnh bang. Ở tỉnh bang này, chi phí học phí cũng rất thấp. Đó là được sự đầu tư mạnh mẽ từ chính phủ. Thì hiện nay, chi phí học tập tại Canada hợp lý hơn so với các nước khác, cùng với chất lượng đào tạo như Anh, Mỹ. Cụ thể là học phí các trường công lập ở Canada chỉ tương đương khoảng 20% so với các nước khác và chi phí sinh hoạt chỉ tương đương 80% các nước. Đối với bậc trung học Canada thì nếu bạn theo học các trường công lập, chi phí chỉ dao động trong khoảng độ từ 350 đến khoảng 400 triệu đồng một năm, và đối với các trường tư thục thì sẽ dao động trong khoảng độ từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Và câu hỏi tiếp theo là từ một bạn có tên là Quỳnh Như. Xin chào Tân Đại Dương, em tên là Phan Thị Quỳnh Như, hiện đang học trung học phổ thông Võ Trường Toản. Em muốn hỏi Tân Đại Dương thêm thông tin về cơ hội việc làm tại tỉnh bang Manitoba là như thế nào ạ? Nếu em đến tỉnh bang này để du học, vì sắp tới đây em sẽ đi du học tại bang này, và em muốn biết thêm tình hình để sang đó lập kế hoạch riêng cho mình. Em xin cảm ơn. Chào em, đây là tỉnh bang có tỷ lệ việc làm 95% cao nhất nước. Sinh viên tốt nghiệp với tay nghề cao sẽ có nhiều lựa chọn cho cái sự nghiệp sau này của mình. Sinh viên làm thêm cũng không cần giấy phép,
Nếu giấy phép sinh viên quốc tế của bạn còn hiệu lực thì bạn có thể làm thêm mà không cần phải xin giấy phép làm việc dành cho sinh viên sau trung học. Đây là một lợi thế của du học Canada tại Manitoba và nhiều quốc gia khác sẽ không được làm thêm hoặc phải xin giấy phép của cục lưu trú và phải có giấy giới thiệu của nhà trường. Sinh viên quốc tế tại Canada thì có thể làm thêm ở trong hoặc ngoài khu vực học xá của trường, làm thêm trong chương trình thực tập hoặc sau tốt nghiệp. Theo quy định của chính phủ Canada thì trong thời gian học, sinh viên được phép làm thêm 20 giờ một tuần với mức lương khoảng gần 10 đô rưỡi ở đô Canada một giờ, và trong thời gian nghỉ thì sinh viên sẽ được làm toàn thời gian. Mức lương làm thêm ước tính trong thời gian học khoảng 10 đô rưỡi Canada, nếu mà nhân với 20 giờ và nhân cho 4 tuần cũng như là nhân với 9 tháng thì cũng tính ra khoảng 7.500 đô Canada. Và mức lương làm thêm trong kỳ nghỉ khoảng 10 đô rưỡi nhân cho 56 giờ rồi nhân cho 4 tuần và nhân cho 3 tháng thì tính ra cũng khoảng trên 7.000 đô Canada. Khi học tại Canada thì sinh viên sẽ được ở lại làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp. Sinh viên được phép ở lại Canada tối đa khoảng 3 năm để mà tìm việc và làm việc. Đây là ưu điểm lớn của Canada so với các nước khác như là Úc tối đa khoảng 2 năm. Đối với Anh thì không có chính sách cho sinh viên ở lại. Lựa chọn các chuyên ngành nằm trong danh mục nghề nghiệp và thiếu hụt của nền kinh tế Canada cùng với chương trình đào tạo hướng tới thực hành cao nên gần như tất cả các sinh viên quốc tế đều có thể tìm việc thích hợp trong thời gian 6 tháng sau khi tốt nghiệp và là tiền đề để định cư Canada. Cơ hội được ở lại làm việc tại Canada lên đến 3 năm, điều kiện là sinh viên phải là sinh viên quốc tế tốt nghiệp chương trình sau trung học ở Manitoba, có 6 tháng liên tục làm toàn thời gian cho một doanh nghiệp và được nhà tuyển dụng đó mời bạn làm việc tiếp tục thì bạn sẽ xin được cái giấy phép làm việc với thời gian tối đa khoảng 3 năm. Đây là một chính sách của tỉnh để thu hút những chuyên viên có tay nghề cao và là yếu tố nổi trội của Canada so với những điểm đến du học khác. Vì các nước khác chỉ cho phép sinh viên ở lại làm việc chỉ từ 1 đến 2 năm như nãy chị có nói với bạn. Và lưu ý là để được cấp giấy phép ở lại làm việc đến 3 năm thì thời gian học ở Canada phải từ 3 năm trở lên. Nếu mà chương trình học của bạn ít hơn 3 năm thì thời gian ở lại làm việc cũng chỉ bằng chính cái thời gian mà bạn đã học tại đây. Manitoba được tính đến năm 2020 thì sẽ có thêm khoảng 20.000 công việc mới, chưa kể các công việc cũ cần người thay thế do người lao động nghỉ hưu hoặc là nghỉ làm. Tiếp nói là một câu hỏi mà Tân Đại Dương nhận qua Facebook. Xin chào Tân Đại Dương, em dự định đi du học Canada ngành công nghệ thông tin tại tỉnh bang Manitoba vì người thân em bên đó nên có thể thuận tiện hơn cho đi lại và học tập. Thì Tân Đại Dương có thể giới thiệu cho em một vài lợi thế khi học tập tại tỉnh bang này được không ạ? Em xin cảm ơn. Chào bạn, thì Manitoba có rất là nhiều điểm mạnh trong việc thu hút sinh viên quốc tế, chất lượng giáo dục đẳng cấp thế giới với mức học phí phải chăng so với các tỉnh ở khu vực khác ở Canada. Ở bang này thì có đạo luật giáo dục quốc tế bảo vệ sinh viên trong quá trình học, bảo hiểm y tế miễn phí, và nếu sinh viên có giấy phép học tập thời hạn trên 6 tháng thì sẽ được cái dạng bảo hiểm y tế miễn phí này. Sinh viên được phép làm việc trong quá trình học tập và sau tốt nghiệp, cơ hội cũng được ưu tiên định cư dài hạn tại Canada, nhưng mà cần phải đăng ký trên website của cơ quan quản lý nhập cư của tỉnh nữa. Bằng cấp, chứng chỉ và văn bằng được quốc tế công nhận. Môi trường nói tiếng Anh và tiếng Pháp rất tốt cho nên là bạn có thể học một lúc hai ngôn ngữ. Đa dạng hoạt động văn hóa rồi vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó người dân cũng rất thân thiện và hòa đồng dù là thành thị hay nông thôn. Hệ thống giáo dục tại Manitoba thì bao gồm là mẫu giáo, tiểu học, trung học, phổ thông, đào tạo, học viện và học nghề, cao đẳng, cử nhân đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Thủ tục và điều kiện để được chuyển tiếp sẽ tùy thuộc vào quy định của từng trường. Hầu hết các cơ sở giáo dục lớn của Manitoba đều nằm ở thủ phủ Winnipeg. Cụ thể hơn là trường Đại học Manitoba là cơ sở giáo dục được phép cấp bằng lớn nhất của tỉnh Manitoba, gồm 4 trường thường trực là St. Andrew College, St. John College, St. Paul's College và University College. Ngoài ra, trường này có các chương trình liên kết với trường University de St. Boniface. Bộ Giáo dục và Đào tạo Manitoba là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hệ thống giáo dục sau đại học của tỉnh bang, bao gồm việc phê chuẩn các chương trình mới, phân bổ đầu tư cho các trường, phê chuẩn ngân sách và kiểm định chất lượng giáo dục. 4 trường tôn giáo cũng nhận được sự trợ cấp thường niên nhưng với mức học phí thấp hơn so với các trường công. Do vậy, chính quyền địa phương cũng rất ít can thiệp vào hoạt động của những trường này. Một sự lựa chọn khác dành cho sinh viên là
theo học tại các trường dạy nghề tư nhân với nhiều lựa chọn về khóa học từ quản trị kinh doanh, công nghệ đến thẩm mỹ, y tế, giao thông, v.v. theo đạo luật về cơ sở dạy nghề tư nhân. Thì các trường này được phép cấp chứng chỉ hoặc bằng diploma chương trình học kéo dài từ 1 đến 2 năm. Sinh viên cũng có thể theo học tại các trường đào tạo học viện nếu họ đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như tốt nghiệp cấp 3 và được một nhà tuyển dụng nhận vào làm. Tiếp nối chương trình là những câu hỏi xoay quanh những vấn đề về định cư tại Canada. Thì câu hỏi đầu tiên, tôi tên Thành, quê ở Bình Dương và tôi muốn biết về điều kiện định cư Canada, diện đầu tư. Thì Tân Đại Dương vui lòng cho tôi được biết, tôi xin cảm ơn. Xin chào anh Thành, định cư Canada diện đầu tư là một chương trình định cư nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trên toàn thế giới có ý định định cư lâu dài tại Canada. Và điều kiện tiên quyết để sở hữu visa định cư theo diện đầu tư đó chính là nhà đầu tư cần chứng minh được tính hợp pháp của số tiền đầu tư trị giá 1 triệu đô Mỹ cũng như tài sản cá nhân phải đạt mức 1 triệu 600 để đảm bảo cuộc sống tại quốc gia này anh nha. Và câu hỏi thứ hai là từ một anh có tên là Đức. Thì xin chào Tân Đại Dương, tôi tên là Đức, hiện nhà ở thành phố Vũng Tàu và tôi đang tìm hiểu giúp em trai tôi về điều kiện định cư Canada diện tay nghề. Tân Đại Dương cho tôi được biết điều kiện định cư Canada diện tay nghề skill worker là như thế nào ạ? Xin cảm ơn Tân Đại Dương. Chào anh Đức, điều kiện để mà xin visa định cư theo tay nghề skill worker hay còn gọi được biết đến như là định cư Canada diện tay nghề. Đây là một chương trình định cư được chính phủ Canada tạo ra với mục đích thu hút nguồn lao động có tay nghề cao trên toàn thế giới đến với đất nước này. Trong đó, người lao động có ý định định cư Canada theo diện tay nghề thì cần phải đáp ứng những cái điều kiện như là được nhận vào làm việc chính thức tại Canada, có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong số danh mục các ngành nghề mà Canada chấp nhận, khả năng chi trả tài chính phải đủ trang trải cuộc sống theo số người trong gia đình nếu mà anh mang theo người phụ thuộc đi theo. Và câu hỏi cuối cùng là từ một bạn có tên là Nhật Linh. Xin chào Tân Đại Dương, tôi tên là Nhật Linh, hiện đang sống tại thành phố Cần Thơ. Thì Tân Đại Dương trình bày cho tôi được biết rõ về điều kiện định cư Canada diện đoàn tụ gia đình nhé. Tôi muốn tìm hiểu kỹ về vấn đề này để chuẩn bị làm thủ tục cho gia đình của mình. Tôi xin cảm ơn. Xin chào chị Nhật Linh. Nếu mà vợ hoặc chồng hoặc con cái của chị đang mang quốc tịch Canada và có thẻ thường trú tại Canada thì gia đình bạn hoàn toàn có thể xin visa định cư theo diện đoàn tụ gia đình. Để có thể xin visa định cư theo diện đoàn tụ gia đình thì người bảo lãnh phải đáp ứng được các điều kiện như là cam kết về khả năng tài chính, tức là phải chứng minh được cái nguồn tài chính thu nhập đủ mạnh để có thể bảo lãnh cho người thân sang Canada sinh sống. Số thu nhập của người bảo trợ phải đảm bảo cho vợ hoặc chồng hoặc con cái liên tục trong 3 năm sinh sống tại Canada. Và cuối cùng là phải có khả năng bảo trợ tài chính cho con cái liên tục trong vòng 10 năm. Cảm ơn những chia sẻ đầy bổ ích của chị Quế Hương, chuyên viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương. Thì nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về thông tin du học Canada cũng như những chính sách định cư tại tỉnh bang Manitoba thì các bạn và các bậc phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp tại công ty du học Tân Đại Dương. Công ty du học Tân Đại Dương gồm có hai chi nhánh. Chi nhánh thứ nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028 3848 4879. Hoặc các bạn có thể liên hệ chi nhánh thứ hai là số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028 3838 2080. Và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào tại Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.